Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối, Chủ nhật ngày 29 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Lắng nghe, tìm hiểu các nhu cầu nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đây là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đối thoại Nông dân Việt Nam 2022. Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ huy động các nguồn lực khẩn trương di rời 26 hộ dân bản Hủy Đắp, xã Nậm Tin nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Sau mỗi phiên tòa xét xử, những vụ án ma túy là nỗi đau quặn thắt của các bậc làm cha làm mẹ. Sự mất mát thiếu vắng của người vợ, người chồng và nhất là những đứa con thơ mất cha mẹ. Đó là nỗi đau đằng sau những phiên tòa xét xử án ma túy. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại với nông dân trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Với chủ đề tiếp sức hỗ trợ nông dân thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, ban tổ chức hội nghị đã tiếp nhận hơn 1.900 câu hỏi của nông dân, doanh nghiệp trên cả nước. Trực tiếp tại hội nghị, ban tổ chức đã nhận gần 20 câu hỏi của đại biểu tập trung vào những vấn đề nông dân cả nước đang quan tâm như việc hỗ trợ vốn cho nông dân, doanh nghiệp sau đại dịch, việc xuất khẩu nông sản, an sinh xã hội, đào tạo nghề, việc làm, nâng cao chất lượng nhân lực nông nghiệp. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các bộ ngành trung ương đã trả lời sâu sát các câu hỏi của nông dân, đồng thời tiếp thu những ý kiến kiến nghị của đại biểu để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần thẳng thắn của đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị, đồng thời đề nghị các bộ ban ngành địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện, cơ chế chính sách để người dân, doanh nghiệp không ngừng phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng nay Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã đến dâng hương và trồng cây tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã dâng hương dành một phút mặc niệm, thành kính tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau lễ dâng hương, lãnh đạo thành phố đã trồng 8 cây sao đen và cây phượng trong khuôn viên đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ nhằm góp phần xây dựng cảnh quan của đền thờ xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ 14, hôm nay tại Nhà Thiếu Nhi tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức lễ phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên. Với phương châm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ được triển khai từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2022. Trong đó sẽ tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia với một chương trình và 4 chiến dịch lớn, gồm chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Cùng với đó là hàng loạt các hoạt động khác như hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hiến máu tình nguyện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Năm 2022 thì chúng tôi cũng tập trung vào những việc mới, việc khó, việc bức xúc mà xã hội quan tâm, đặc biệt là hướng tới những nơi vùng sâu, vùng xa và vùng còn gặp nhiều khó khăn. Thì với tinh thần của tuổi trẻ toàn tỉnh và khí thế sôi nổi của chương trình phát động hôm nay, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn tin tưởng rằng các hoạt động của chiến dịch như là các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động an sinh xã hội sẽ được tổ chức trong toàn tỉnh, thu được nhiều kết quả và thể hiện được cái tinh thần của sức trẻ, sự tình nguyện của đoàn viên thanh niên và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và cộng đồng. Để khởi động chiến dịch, sau lễ phát động, Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ tổ chức khởi công xây dựng 5 điểm trường tại huyện Điện Biên Đông và Mường Nhé.
một điểm vui chơi tại xã Triềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Các huyện thị thành đoàn cũng sẽ đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động cụ thể để hưởng ứng chiến dịch. Hưởng ứng chương trình phát động của tỉnh đoàn Điện Biên về thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thì trong thời gian tới các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố cũng xác định là sẽ tổ chức thực hiện các cái công trình phần việc thanh niên cụ thể phù hợp với từng đối tượng đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn. Đặc biệt trong đó thì trọng tâm vào việc là sẽ triển khai tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi, rồi tổ chức các cái hoạt động về tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em, các nội dung liên quan đến luật thanh niên, luật trẻ em, và tổ chức triển khai phù hợp với từng địa bàn cụ thể. Ví dụ như là trên địa bàn đô thị thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động khác, đối với địa bàn nông thôn thì cũng sẽ triển khai các nội dung khác nhau. Ngoài ra thì đoàn các cấp trên địa bàn thành phố cũng sẽ đẩy mạnh về một số chương trình để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, như chương trình chuyển đổi số, chương trình tuyên truyền vận động thực hiện các cái dự án trọng điểm trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, hơn 300 đoàn viên thanh niên đã ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động thu dọn rác thải hai bên bờ sông Nậm Rốm, dọn dẹp phát quang đường dạo tại đồi A1, đường dạo bộ quanh tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, đường lên trung tâm văn hóa cựu chiến binh. Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tặng 5 phần quà cho 5 đoàn viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Chiều qua 28 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Bình Dương đã tới thăm và trao nhà đại đoàn kết cho 3 hộ dân ở xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ. Cùng đi với đơn vị tài trợ của tỉnh Bình Dương có đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại xã Pá Khoang, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà và bàn giao 3 ngôi nhà cho 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh Bình Dương do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương tài trợ. Đợt này, tỉnh Điện Biên được hỗ trợ tất cả 5 ngôi nhà với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Thái Minh Quang, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương cho biết, đây là một hoạt động an sinh xã hội thường xuyên của chi nhánh với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để chung tay phần nào cùng tỉnh Điện Biên chăm lo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại cho người dân tại 8 xã phường trung tâm thành phố. Theo đó, thành phố triển khai tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi đủ thời gian với vaccine Community Pfizer tối thiểu 21 ngày, tiêm vét mũi 1 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng, chưa được tiêm chủng trước đó, tiêm vét mũi 1 cho người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, tiêm mũi 2 khi đến lịch cho đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên, tiêm nhắc lại lần 1 mũi 3 sau ít nhất 3 tháng kể từ ngày tiêm mũi bổ sung hoặc tiêm liều cơ bản cuối cùng. Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 26 được triển khai tại trạm y tế 4 phường Nong Bua, Tân Thanh, Thanh Bình, Him Lam. Dự kiến tổng số đối tượng tiêm đợt 26 là 6.000 người. Vaccine sử dụng trong đợt tiêm này là vaccine Community Pfizer. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nắm bắt tình hình 26 hộ dân bản Hủy Đắp, xã Nậm Tin nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở đất, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ đã huy động các nguồn lực khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Ngày 25 tháng 5, tại vị trí trên đỉnh đồi, phía sau nhà của các hộ dân bản Hủy Đắp, xã Nậm Tin xuất hiện vết nứt đất đá bắt đầu chảy xuống. Một nhà dân đã phải dỡ nhà trong đêm. 26 hộ dân với 136 khẩu phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. Ngay sau khi khảo sát tình hình thực tế, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã khoanh vùng, huy động hàng trăm người gồm các lực lượng quân sự, dân quân, đoàn thanh niên và nhân dân các bản, các đơn vị trường học trên địa bàn xã Nậm Tin và một số phòng ban của huyện nhanh chóng tháo dỡ nhà cửa của các hộ dân nằm trong vùng sạt lở. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã tháo dỡ được 13 ngôi nhà di chuyển đến nơi an toàn. Cái phương án hỗ trợ thì cái thứ nhất là Ủy ban nhân dân huyện sẽ kịp thời là hỗ trợ mỗi một hộ gia đình 20 triệu theo quyết định 07 của Ủy ban tỉnh. Ngoài ra cái vấn đề đó, chúng tôi sẽ kêu gọi một số các nhà từ thiện, hảo tâm sẽ tiếp tục là ủng hộ giúp đỡ. Đồng thời thì sẽ thực hiện một số những cái công tác an sinh xã hội để có những cái tốt nhất, phục vụ tốt nhất và giúp cho người dân có một cái cuộc sống sớm ổn định nhanh nhất.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã huy động một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đưa các máy xúc, xe tải cùng nhân dân san nền và vận chuyển nhà sau khi tháo dỡ đến nơi an toàn, cách khu vực sạt lở khoảng 800 m. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã bố trí 3 tổ công tác gồm công an, quân sự, y tế thường trực 24/24 giờ tại bản Hủy Đắp nơi xảy ra thiên tai. Theo dự kiến, từ nay đến hết ngày 1 tháng 6 sẽ di chuyển toàn bộ 26 hộ dân của bản Hủy Đắp ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi kinh tế trong tình hình mới là tăng tốc triển khai các dự án xây dựng cơ bản, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc đối với các thủ tục đầu tư để dự án sớm được triển khai. Do đó, cấp ủy chính quyền huyện Tuần Giáo đã và đang quyết liệt trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 của huyện Tuần Giáo là trên 72 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 15 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương tỉnh quản lý gần 17 tỷ đồng. Huyện quản lý trên 22 tỷ đồng, nguồn thu từ tiền sử dụng đất là 18 tỷ đồng. Huyện Tuần Giáo đề ra mục tiêu đến ngày 30 tháng 9 hoàn thành giải ngân 100% vốn các dự án chuyển tiếp và 31 tháng 12 hoàn thành giải ngân vốn các dự án khởi công năm 2022. Do đó, huyện sẽ tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thi công, tổ chức rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của từng dự án. Đẩy mạnh việc vận động tuyên truyền nhân dân hiểu đúng về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với dự án. Công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Tuần Giáo đảm bảo kế hoạch đề ra sẽ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử công khai nhiều vụ án liên quan đến tội phạm ma túy. Các bị cáo đã nhận những bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật cho hành vi phạm tội của mình. Vậy nhưng vẫn còn đó những dây dứt, những nỗi đau đằng sau mỗi phiên tòa. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngày 23 tháng 5 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo được đưa ra xét xử là Giàng A Pó, sinh năm 1989, trú tại bản Nậm Đích, xã Trà Nưa, huyện Nậm Pồ. Trong phiên tòa, Giàng A Pó thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 11 năm 2021, Pó được một người đàn ông đến nhà trao đổi. Nếu Pó sang khu vực biên giới Việt Nam, Lào mua được từ 2 đến 3 bánh ma túy tổng hợp thì sẽ trả công cho Pó 10 triệu đồng. Pó nhận lời và liên hệ mua được 2 bánh ma túy tổng hợp. Đến khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2021, Pó di chuyển đến khu vực bản Đề Pua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ để gặp người mua. Trong lúc Pó trao đổi mua bán thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ. Vật chứng thu giữ là 2 bánh ma túy methamphetamine có tổng khối lượng hơn 1.150 gram. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Giàng A Pó là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về các chất ma túy. Căn cứ theo điểm B khoản 4, điều 251 Bộ Luật Hình sự, tòa tuyên phạt bị cáo Giàng A Pó mức án tù chung thân. Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm đối với bị cáo là Giàng A Pó, bị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử thì xét thấy là đưa cái vụ án ra xét xử ngày hôm nay là đó là một bài học cảnh báo chung cho toàn xã hội và những người khác đang có hành vi tương tự với những cái hành vi phạm tội về chất ma túy, và phục vụ cho công tác đấu tranh phòng ngừa trấn áp các loại tội phạm này trong tình hình hiện nay. Bị cáo xin cái tòa giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo không biết gì, bị cáo thì chưa được đi ăn học, không được đi gì, không được anh còn ở nhà làm nương ruộng, không có cha mẹ để học, xong rồi con cũng nhờ thân quan ít con không nơi là đủ ăn cho bị ngăn lời, xong rồi bị cáo làm vi phạm, làm buôn bán các cái hành vi vi phạm nhà nước. Tương tự, bị cáo Lầu A Dính, trú tại bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên, cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, hồi 18 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2021, Tổ công tác Công an huyện Điện Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Cục Hải quan tỉnh, Công an xã Hẹ Muông phát hiện và bắt giữ Lầu A Dính khi đang thực hiện hành vi vận chuyển hơn 1.420 gram heroin, nhằm mục đích bán kiếm lời. Sinh năm 1997, năm nay mới 25 tuổi, nhưng Dính không còn cơ hội để sửa lại lỗi lầm khi tòa tuyên án tử hình.
nhà ấy có nhiều khó khăn. Chỉ có mẹ già và bố mẹ đã mất từ lúc anh trai và em còn nhỏ chưa biết bố. Mọi người đừng làm những người lời trái phép như thế nữa. Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều phiên tòa liên quan đến ma túy được Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử trong thời gian gần đây. Các bị cáo đã phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra. Tuy nhiên, nỗi đau quặn thắt của những bậc làm cha, làm mẹ, sự mất mát thiếu vắng của những người vợ, người chồng và nhất là những đứa con thơ không biết đến bao giờ nguôi. Những giọt nước mắt hối hận, những lời nói xin giảm nhẹ tội để được trở về đoàn tụ với gia đình tại phiên xét xử. Có lẽ tất cả đã quá muộn màng.